Ok, chào anh em nhé. Nay em lại về được là một ít ti xả mõm dài của van Supel và ti xả mõm dài của van Cricket đấy. Bây giờ anh em là chơi cái ti xả mõm dài hết rồi, ti xả mõm ngắn thì anh em ít chơi. Cái ưu điểm của cái ti xả mõm dài khi anh em lắp vào dùng cho côn đô ấy, thì là nó sẽ kín hơn, anh em lắp vào quy ấy, nó sẽ kín hơi hơn đấy, tại vì là cái mõm của nó sẽ dài hơn là cái mõm cũ ngày xưa nhé anh em. Đây, anh em để ý đây, cái mõm bây giờ nó sẽ âm dáng cái mõm ngày xưa thì nó sẽ kín hơn. Trong cái quy của côn đô nó có hai cái sim đấy, ti này nó sẽ lấp đầy hai sim đó nhé. Đấy, ưu điểm nổi trội của nó chỉ vậy thôi. Và em có về thêm cho anh em là đây là phong nhựa của van Cricket Supoel này, đấy phong nhựa này, và đây là ti xả phong nhựa của van truyền thống nhé, ti xả phong nhựa van truyền thống đấy. Anh em nào mà đang chơi truyền thống ấy thì là van inox hay là van nhôm thì nó đều giống nhau nhé. Cái ti xả này không phải là lúc nào nó cũng có đâu, em đặt hàng bên Trung Quốc phải gần một tháng thì mới được hàng ấy, về được có 1.000 cái thôi đấy. Ti xả form nhựa này của van van truyền thống này, đấy van truyền thống này, và form nhựa của van Cricket Supoel, ti xả mõm dài van Supoel, ti xả mõm dài van Cricket. Ở cái mặt hàng này thì là luôn luôn là mặt hàng đồng kiểm nhá, ship COD đồng kiểm, anh em mua hàng được quyền kiểm tra hàng rồi thanh toán. Đúng hàng như em quảng cáo thì anh em trả tiền đấy, rõ ràng rành mạch luôn cho anh em. Thì là ti xả và form nhựa của cái truyền thống này thì là nó sẽ đây, để em sẽ đo luôn cho anh em nhé, nó sẽ dày là 8 ly nhé. Anh em mua thì anh em nên mua theo 5 cái, dụ em bán theo combo nhé, bán theo combo 5 cái như thế này sẽ có giá là 150.000 bao ship đấy, 150.000 bao ship cho anh em nhé, combo 5 cái 150.000 bao ship. Ti xả form nhựa đây nó làm bằng thép đây, thép không gỉ nhá, thép không gỉ. Đấy, anh em quan sát nhé, thép không gỉ đây, form nhựa dày là dày 8 ly nhá, dày 8 ly, anh em quan sát nhé. Đấy, rất chi là đẹp luôn, 150.000 5 cái, anh em mua combo giúp em. Đấy, tiếp theo là cái form nhựa của cái vòng Cricket và Supoel cũng dày 8 ly nhé, dày 8 ly, nó sẽ lấp kín về bề mặt nhé. Đấy, kín bề mặt nó sẽ ít xì xoạt. Anh em mua nhá, mua theo combo giúp em. Đây, anh em mua đây, em sẽ báo giá luôn cho anh em ti xả nhá. Ti xả này là cả đầu trên đầu dưới đều là 8 ly này. Đấy, đầu trên đầu dưới đều là 8 ly anh em nhé. Đấy, đầu trên đầu dưới đều là 8 ly. Rồi này, đây là ti xả của van Supoel. Đấy, đầu trên đầu dưới đều 8 ly. Lỗ là nó có 3 lỗ nhá, 3 lỗ, đấy, ti xả 3 lỗ được xin em. Cái này thì là bên em là làm theo nó chính xác chuẩn nhá, chuẩn chính xác đấy. Cái loại hay dùng, lỗ là lỗ 2 ly nhá, lỗ 2 ly. Còn bác nào mà muốn chỉ ví dụ như là chơi chơi xà lung này đấy, hay là xuyên phá thì là cái đấy thì là bảo em riêng nhé, bảo em riêng thì em sẽ có cái sẽ khoan cái lỗ to ra cho anh em. Đấy, thường thường là những cái này là chơi lấm và 635 đều được hết nhé, được chưa anh em. Đấy, anh em mua thì mua theo combo giúp em, mua theo combo nhé, một ti xả này, một ti xả và 5 form nhựa nhé. Đấy, cái combo nó như này, một ti xả và 5 form nhựa là 150.000 nhé, 150.000 bao ship. Tại vì sao? Tại vì mua theo combo thì nó rẻ, anh em về anh em vẫn phải dùng những cái đồ này nhé. Một ti xả 5 form nhựa làm bằng thép không gỉ nhá. Đấy, thép là thép không gỉ này, rất chi là bền luôn. Một ti xả 5 form nhựa 150.000. Tương tự như vậy thì là cái ti xả mõm dài, ti xả mõm dài của van Cricket nhé. Đấy, ti xả mõm dài của van Cricket cũng là 3 lỗ này. Đấy, 3 lỗ này. Cái lỗ của Cricket thì nó sẽ là cái lỗ sẽ to hơn nhá. Nó hơn, nó tầm độ là 2 ly rưỡi. Đấy, 2 ly rưỡi. Đây, để em đo nhé. Đo cho em đây, nó rơi vào là 2 ly rưỡi nhé. Đấy, được chưa anh em, dùng cho 5.5 này hoặc là 635 này. Bác nào mà muốn chơi sờ lung hay là xuyên phá thì bảo em nhé, em sẽ khoan lỗ to lên. Đấy, rồi combo một ti xả 5 form nhựa của van Cricket vẫn là 150.000 bao ship, 150.000 bao ship anh em nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé.
150.000 bao ship, anh em mua theo combo thì nó sẽ rẻ hơn đấy, mua theo combo nó sẽ rẻ. Còn bác nào đấy mua cái form nhựa lẻ thì em cũng bán nhé, được chưa anh em? Rồi một cái video ngắn giới thiệu cái sản phẩm đến là kết thúc. Xin chào anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo.